Ok, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì vào ngày hôm nay thì như tất cả anh em có thể biết á, thì chúng ta đang có một cái đợt update về cái tựa game Golok trên điện thoại nha mọi người. Thì nếu mà tính cho tới cái thời điểm hiện tại, khi mà những bạn nào á mà xem kênh mình đó, thì mấy bạn có thể biết là vào sáng ngày hôm nay thì tôi đã tiến hành tôi cập nhật đến cho tất cả các ông về cái clean flow su cũng như là cái clean data rồi. Thì ở cái thời điểm hiện tại á, là trên kênh của tôi á, thì khi mà mọi người tải những cái clean đó ở dưới phần bình luận game á, thì mọi người sẽ thấy cái chữ là đã update. Thì dành cho những bạn nào á mà đang chưa biết là hiện tại á là những cái clean nào đang còn sử dụng được á, thì khi mà mấy bạn nhú xuống cái phần bình luận game, nếu mà mấy bạn thấy những cái clean mà tôi có ghi cái chữ là đã update á, là có nghĩa là nó đang hoạt động được nha mọi người. Thì hiện tại á là có rất là nhiều bạn kêu là tôi hãy cập nhật cái clean Chigon này cũng như là Codex hoặc là Acer X. Thì những cái clean đó thì hiện tại hồi nãy tôi đã vào tôi test lại rồi và nó vẫn đang hoạt động rất là bình thường luôn nha mọi người, tại vì do là những cái phiên bản đó thì tôi đã cập nhật đến cho mọi người lên cái phiên bản là V2.615 rồi. Thì bởi vậy á là nó vẫn đang hoạt động rất là bình thường luôn, nó sẽ không có bị cái tình trạng là yêu cầu cập nhật. Thì những bạn nào mà đang muốn sử dụng Chigon hoặc là Acer X hoặc là Codex rồi đó, thì mấy bạn vẫn có thể kéo xuống phần bình luận game để mấy bạn tải những cái clean đó về ha. Và hiện tại là trên kênh của tôi thì tôi cũng mới cập nhật thêm data với lại flow su rồi, thì bởi vậy là ông nào muốn sử dụng thì mấy ông có thể kéo xuống phần bình luận game. Rồi thì trong video ngày hôm nay, do là có quá là nhiều bạn tôi kêu tôi làm về cái clean này, thì chính vì thế là tôi sẽ tiến hành tôi review cái clean này cho tất cả các ông ha. Và đây cũng là một trong những cái phiên bản clean có thể nói là cực kỳ huyền thoại luôn mọi người ạ. Nó có thể nói là huyền thoại cùng đợt với lại flow su luôn ha. Đó là clean nào? Clean đó có tên là clean giọt nước nha mấy ông. Rồi, thì dành cho những ông nào mà fan của cái clean giọt nước á, thì cách đây là khoảng 1-2 tuần trước thì tôi có lên cái video về cái clean này, cũng như là nói về là theo kiểu là nó đã comeback trở lại trên cái điện thoại của mọi người, là đã hoạt động trở lại được. Và có rất là nhiều ông rất là hứng thú với là cái clean này luôn, và cũng như là mấy ông bảo á là đối với là cái clean giọt nước này, khi mà mấy ông chơi á là nó mượt này, nó không có bị văng này, cũng như là nó hỗ trợ cho anh em hầu như là full cái sầu rip luôn. Và bởi vậy là mấy ông kêu á là anh ơi, thì lên cái phiên bản mới rồi thì cái clean giọt nước không có sử dụng được nữa, thì anh cập nhật đến cho tụi em đi. Rồi thì chính vì thế trong video ngày hôm nay tôi mới vừa cập nhật đến cho tất cả các ông về cái clean giọt nước luôn. Và đây là trong một trong những cái clean giọt nước có thể nói là ở phiên bản mới nhất, đó là V2.616 luôn nha mấy ông. Đó, V2.616 là mới nhất cho cái tựa game Golok trên điện thoại luôn. Thì chính vì thế ông nào mà muốn sử dụng cái clean giọt nước này thì mấy ông có thể kéo xuống phần bình luận game. Thì cái clean này nó có rất là nhiều cái ưu điểm ha, như tôi đã nói rồi, mượt, không văng và hỗ trợ chạy full sầu rip nha mấy ông. Rồi, đó là cái chủ đề chính mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông, là về cái clean giọt nước ha. Thì đã cập nhật lên rồi và fix được cái lỗi update rồi, mấy ông có thể tải về để sử dụng. Và tiếp theo, trong video này thì tôi xin được phép gửi đến cho tất cả các ông một cái sầu rip auto farm gương nha mấy ông. Có rất là nhiều ông bảo là anh ơi, lâu lắm rồi không thấy anh ra cái auto farm gương, farm chiến thắng, farm cây đầu đen. Thì anh có cái sầu rip nào mang đến cho tụi em không? Rồi thì video này thì tôi sẽ gửi đến cho tất cả anh em cái sầu rip tự động farm gương, farm cây đầu đen, farm chiến thắng ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi vào trong cái tựa game Lockfoot để tôi test cho mấy ông ha. Ok, let's go. Và ok anh em ơi, thì hiện tại là tôi đã vào trong cái tựa game Lockfoot để tôi test cho anh em về cái bản sầu rip menu ngày hôm nay. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi chạy cái sầu rip cho tất cả các ông cùng xem ha. Ok, let's go. Rồi thì như tôi đã nói với lại tất cả các ông rồi, thì đối với là cái sầu rip này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông theo kiểu là tự động nhặt hết luôn. Đó, việc trời ở đây mấy ông thấy chưa, rất là nhanh luôn mấy ông ạ. Tôi mới vừa theo kiểu là mới vừa chạy cái sầu rip thôi và mấy ông có thể thấy nè. Trời ơi, mới vừa chạy thôi mà đã nhặt được chiến thắng rồi mấy ông ơi. Quá là nhanh luôn. Và đối với lại cái bản này á, thì tôi xin được phép nói tới cho tất cả các ông biết luôn là khi mà mấy ông chạy cái sầu rip này á, nếu mà mấy ông có tự động nhặt chiến thánh hoặc là cây đô đen á, thì nó sẽ tự động nó dừng lại cho tất cả các ông luôn ha. Còn nếu mà trong cái quá trình farm á, nếu mà nó không có tự động dừng á, có nghĩa là nó chưa có nhặt được chiến thánh hoặc là cây đô đen ha, thì nó sẽ tự động nó farm tiền tiếp nha mọi người, farm gương tiếp. Và như mấy ông có thể thấy nè, trời ơi chưa gì thôi là tôi đã farm được cái chiến thắng rồi mấy ông, rất là nhanh luôn, đâu đó là chỉ trong vòng là khoảng 3 giây thôi mọi người. Cái sầu rip này thì nó theo kiểu là nó sẽ tăng cái tỷ lệ mọi người, khi mà mọi người sử dụng thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều về cái phần là farm ha. Rồi chẳng hạn như ở đây là tôi chỉ chủ yếu là tôi test cho mấy ông thôi, còn bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi chạy tiếp ha. Rồi thì nói chung thì sau khi mà mọi người chạy tiếp thì nó sẽ tự động nhặt tiếp thôi đó. Và đối với là bản này thì nó sẽ tự động nhặt rất là ngon luôn, và nó nhặt sẽ từ là gương lớn cho tới gương thấp nha mọi người. Là chẳng hạn như nó sẽ nhặt gương kim cương trước này, rồi sau đó tới gương vàng nè, và cuối cùng là tới gương bạc ha đó. Và mọi người có thể thấy là cái cách mà nó nhặt thì cực kỳ mượt và cực kỳ ngon luôn, không có bị lỗi hay cái bất cứ cái gì hết nha mọi người. Thì nếu mà như tôi đã nói trong cái quá trình nhặt á, nếu mà nó có tự động farm được chiến thánh hoặc là cây đâu đen như vừa nãy á, thì nó sẽ tự động nó dừng lại cho mọi người luôn đó, mà mọi người không có cần phải dừng ha. Còn nếu mà khi mà nó farm hết gương rồi á, mà chưa có ra chiến thánh hoặc là cây đâu đen á, thì nó sẽ tiếp tục nó chuyển mọi người qua cái server khác ha. Đó, thì bản này á là một trong những cái bản có thể nói là auto farm gương mới vừa ra mắt. Thì tôi theo kiểu là tôi ấn tượng nhất là về cái chế độ mà theo kiểu là tự động dừng khi mà nhặt được chiến thánh hoặc là cây đâu đen á mọi người. Cái đó nó rất là hay luôn và rất là cần thiết cho những bạn nào mà hay treo để farm luôn ha. Rồi, thì nói chung á là cái sầu rip này là hoàn toàn free, và tôi sẽ để cái sầu rip này dưới phần bình luận game. Và cũng như là cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều vì các ông đã xem video ha, và chúc cho tất cả các ông có được thật là nhiều cái sầu rip cũng như là thật là nhiều cái clean để sử dụng.
Còn bây giờ thì nhớ like và subscribe và nhấn vào chuông của tôi ha. Và anh em nào chưa có vào nhóm Discord của tôi thì anh em nhớ vào để có thể giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cũng như là giao lưu cùng tôi ha. Còn bây giờ thì bye bye tất cả mọi người.